Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Gấu Đỏ Game. Và ngày hôm nay thì Gấu Đỏ sẽ chơi một game mà liên quan đến trò chơi trốn tìm. Ở đây, bạn nào đã từng chơi trò chơi trốn tìm rồi thì hãy bình luận cho Gấu Đỏ biết với nha. Và không để các bạn phải chờ lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ chơi trốn tìm. Vừa mới vào game một cái, các bạn có nhìn thấy nhân vật của Gấu Đỏ không? Tóc thì màu cam, áo thì màu xanh, quần và giày màu nâu. Một cái gu thời trang mà Gấu Đỏ chưa từng mặc ở ngoài đời bao giờ. Và các bạn có thấy gu thời trang này lạ không? Được đấy, để xem nào. Bạn này có trốn tìm giỏi không các bạn nha. Là bắt đầu thôi nào. Rồi, bắt đầu mũi tên đang xoay để xem mình là người đi trốn hay người tìm. Rồi, chăm Gấu Đỏ. Ui, Gấu Đỏ biết được một cái chậu cây các bạn ơi. Chậu cây thì để ở đâu là hợp lý các bạn nhỉ? Nên này, ui, chậu cây ở đây không được. Rồi, trốn. Đây có một cái chậu cây này các bạn ơi. Mình sẽ trốn gần cái chậu cây này ạ. Trốn luôn. Rồi, để xem tên kia. Cái tên mặt đen kia nó đang ở đâu rồi. Ui, cái tên kia các bạn ơi. Trước tôi, trước khổng lồ luôn. Rồi, hắn đang tìm. Ui, mình đấy. Chỗ kia các bạn nhìn. Ui, vừa bắt được một tên rồi các bạn ơi. Đi qua mình. Ui, đừng bắt tôi. Cái gì đấy? Rồi. Bắt được gần hết rồi các bạn ơi. Ui, rồi ôi. Hy vọng là hắn sẽ không bắt được mình các bạn nha. Để xem hắn sẽ làm gì, hắn có tìm thấy mình không? Ồ, như vậy là mình thắng rồi à các bạn ơi. Hắn bắt được 2-4 bạn của mình và còn một mình là không bị hắn bắt thôi. Để tiếp theo mình sẽ hóa thân thành cái gì các bạn ơi? Nào, bắt đầu nào các bạn ơi. Bắt đầu nào. Nào, mũi tên lại quay. Ui, ca đen gì đấy, biến thành cái gì ấy. Còn mình sẽ là, ui, một con chuột máy tính các bạn ơi. Con chuột máy tính thì phải chạy lên bàn máy tính đúng không? Bàn máy tính ở đâu? Ở đây rồi. Ngồi im. Ê, con chuột thì phải ở trên bàn máy tính chứ đúng không các bạn? Rồi, để xem nào. Tên áo đen đầu chọc đâu rồi? Ui, hắn bắt ngay một tên bạn của mình ở chỗ đàn piano. Ui. Hắn gần đến mình rồi, đừng bắt tôi. Quả địa cầu. Ui, chết chết rồi các bạn ơi. Ui, hắn lại quay lại. Đừng làm ơn, đừng bắt tôi. Ui, trời ơi, đang chơi thì lại quảng cáo. Cái game này buồn cười thật đấy các bạn ạ. Ê, hóa ra là quảng cáo là để thông báo cho Gấu Đỏ biết là Gấu Đỏ đã là người chiến thắng cuối cùng rồi các bạn ạ. Các bạn có thấy Gấu Đỏ trốn tìm giỏi không? Nào, các bạn bấm đăng ký kênh và bấm like video để Gấu Đỏ lấy thêm động lực trốn thật giỏi vòng tiếp theo nào. Bây giờ Gấu Đỏ đang có 1130 đồng tiền vàng các bạn ạ. Để vào shop xem nào. Xem là Gấu Đỏ có thể đổi được thành người khác không các bạn nha. Nào, đổi được thành một chú bảo vệ đúng không? Bảo vệ, ui, đổi luôn chú bảo vệ là nhìn cũng ngầu đấy. Nào, chơi trốn tìm nào. Ui, kia có một bạn mặc quần áo giống mình rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ biến thành cái gì đây? Biến thành quận giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh thì phải ở nhà vệ sinh đúng không các bạn? Ở đâu nhỉ? À đây, chỗ này có vẻ được đấy. À không. Đây rồi. Đây, thôi, hợp lý quá. Đi ra đây một tí đã. Đó, ok. Rồi, để xem là hắn có đi tìm thấy mình không. Rồi, hắn bắt đầu vào. Ui, hắn rất to luôn các bạn ạ. Rồi, một cái chậu cây không có người. Tiếp theo nào. Hắn đến chỗ mình rồi các bạn ơi. Hắn gần đến chỗ mình rồi, thoạt chệt rồi các bạn ạ. Hắn đi qua chỗ mình rồi, hắn bắt tiếp tục một bạn của mình rồi. Làm gì tiếp theo đây? Ôi trời ơi, thế là mình lại là người chiến thắng rồi các bạn ạ. Quá đẳng cấp luôn. Tiếp tục nào. Rồi, Alibaba cái gì ấy. Là người đi tìm các bạn nha, còn mình là cái gì đấy? Cái gì đấy các bạn ạ? Cái ông xà phòng. Xà phòng thì để lên đây được không? Rồi, nằm luôn lên đây. Gần nhà tắm mà đúng không các bạn? Để xem nào. Được. Ui, dịch vào không ngã. Rồi, hắn đi tìm đi. Để xem nào. Một cái bình ga kìa. Bạn của mình biến thành cái bình ga mà lại sao để kia dễ bị bắt lắm. Hai người bị bắt rồi. Ui rồi ôi, hắn bỏ qua mình các bạn ạ. Rồi, ui, đừng bắt tôi. Ui, mày quá thoát. Yeah. Cuối cùng hắn lại bắt được mình các bạn ạ. Mình đặt lên cái tủ này kiểu nó không hợp lý lắm đúng không các bạn? Cái ống nhiều đầu gội này thì phải đặt ở cái chỗ nào mà cái chỗ nhà tắm thì hợp lý hơn, để đặt lên cái bàn. Ui dồi ôi, tôi làm lại các bạn nhá. Lần này làm lại này các bạn ơi. Lúc nãy thua là chẳng qua mình bất cẩn quá. Bây giờ mình sẽ cẩn thận hơn, mình sẽ trốn kỹ hơn này. Để xem lần này ai sẽ là người đi tìm nào. Angelic rồi, một bạn rất là tên rất là hay đấy. Rồi mình lần này lại là xà phòng tiếp. Lần này mình sẽ trốn chỗ đây các bạn ơi, đâu rồi. Phải trốn gần cái chỗ đây rồi. Chỗ này là hợp lý rồi. Đi vào đây được không? Không đi được. Nhưng mà sẽ trốn ngay ở đây thôi. Rồi, còn 14 giây. Thôi, trốn đến đây các bạn ơi, trốn đến đây. Chỗ này cũng là hợp lý này các bạn nhỉ, đúng không? Để dịch cho đây tí. Đó, rồi, để xem là hắn có tìm thấy mình không. Lần này hy vọng là hắn sẽ không tìm thấy mình các bạn nhỉ. Ui, run quá các bạn ơi. Đừng đến chỗ tôi. Một bạn bình ga đã bị bắt rồi. Đây này, mình đang ở đây này các bạn ơi, đừng.
Hy vọng là ông ấy không nhìn thấy mình rồi hắn đi qua rồi. Gần hết giờ rồi các bạn ơi, toát chết rồi. Cuối cùng mình đã là người chiến thắng rồi các bạn à. Có nghĩa là trò chơi trốn tìm này hình như là có 5 người chơi, sẽ bắt được 4 người thì là mình sẽ là người thoát nạn các bạn ạ. Thì mình sẽ là người trốn giỏi nhất. Bây giờ đang có 2230 điểm rồi các bạn ơi. Để xem là có thể biến được thành một người cướp biển là 1000 nhỉ. Rồi ninja là 1500 này. Một ông hình như là ông chủ trang trại, nông trại các bạn là 2000. Mình thấy ông cao bồi này ngầu đấy. À ông cướp biển này sao nhỉ. Rồi chọn ông cướp biển này đi các bạn ơi. Râu ria xồm xòa. Một mắt thì bịt nhiều mù một mắt các bạn ạ. Và ông ấy đang đeo một cái che mắt thời trang hơn. Rồi đi thôi nào. Mặc quần áo này đi trốn thì hơi bị ngầu luôn đấy. Rồi để xem nào. Mình sẽ biến thành gì đây. Ui cái gì đấy. Xúc xích nhỉ các bạn ơi. Hay là cái kẹo gì trốn ở đâu đây nhỉ. Xúc xích này trốn ở trong cái này. Cái xúc xích cái này trốn khó ghê. À đây. Bây giờ đang là chuyển sang phòng bếp rồi các bạn ơi. Lúc nãy là phòng phòng gì nhỉ. Lúc nãy là phòng nhà tắm. Rồi bây giờ mình sẽ một cái xúc xích để đang nướng ở đây. Ê cũng hợp lý đấy cũng các bạn. Cái xúc xích mình màu vàng và cái xúc xích màu đỏ nằm cùng nhau quá hợp lý luôn. Rồi để xem hắn có thể đi tìm được mình không. Wow, kìa rồi. Ui hắn vào hắn lấy ngay một cái bắp cải là cái gì ấy. Ui hắn tiếp theo hắn đừng bắt. Ui rồi ơi. Ui. Hắn đi qua rồi các bạn ơi. Ui tim đập thình thịch rồi các bạn. Đừng bắt tôi. Thế là mình là người chiến thắng rồi nha các bạn nha. Rồi tiếp theo nào. Vòng tiếp theo mình sẽ trốn giỏi hay không các bạn nha. Trốn đỏ vừa mới đổi thành một bạn ninja mặc bộ áo giáp sắt rất là bảnh trai giống gấu đỏ luôn các bạn ạ. Nào xem bộ này đi trốn sẽ có giỏi hơn không các bạn nha. Nào. Úi trời ơi bạn Elliot gì ấy là biến thành người đi tìm. Và mình sẽ biến thành cốc trà sữa các bạn ạ. Trà sữa thì ngồi ở đâu cho nó hợp lý đây các bạn ơi. Đi lên đây được không. Ê cái chỗ này là cái bãi cát để cho trẻ con chơi hay sao ấy. Rồi không được. Mình sẽ đi vào đây. Đây là cái gì. Đây là chuồng chó à các bạn ơi. Không được. Ai lại cốc trà sữa ở chỗ là chuồng chó đúng không các bạn nhỉ. Nào đi tiếp theo nào. Ui đây rồi cốc trà sữa. Đi lên cái bàn ăn này hợp lý không các bạn. Quá hợp lý. Đấy hai cốc trà sữa cạnh nhau luôn. Rồi hắn đi vào kìa. Ý đi vào đi. Rồi hắn đi đâu. Hắn đi rất hùng dũng. Hắn nhổ một cái cây dứa các bạn ạ. Rồi hắn đến chỗ mình rồi. Đừng bắt tôi nhá. Rồi một cốc trà sữa. Ê, hắn bắt cốc trà sữa thì là hắn không bắt mình nữa các bạn ạ. Và mình là người chiến thắng các bạn nhá. Tiếp theo nào các bạn ơi. Nào rồi lần này mình chuyển sang một cái căn phòng khác rồi các bạn ạ. Và bạn gì ấy là người đi tìm các bạn nhà mình là một cái bánh này. Cái bánh trốn ở đây. Ui đây rồi bạn ơi. Đây rồi nhưng mà không có đường lên. Để xem là đường lên chỗ nào đây. Đây rồi. Ui é ui rồi lên luôn thành cái bánh. Đây phải bánh phải ngồi vào đĩa mới hợp lý. Đâu rồi. À thôi mình thử ngồi dưới đất xem là cứ tìm thấy không các bạn nhá. Thử ngồi ở dưới đất xem nào. À không mình ngồi hẳn ở giữa cổng ra vào luôn. Nope. Sợ gì đúng không các bạn. Rồi cái tên này nhìn thấy thôi nhưng mà ngốc nghếch lắm các bạn ạ. Không thể tìm thấy mình được đâu. Ui rồi hắn đi tìm rồi. Chưa kịp chạy các bạn ơi. Rồi hắn đi vào. Ui hắn trông thẳng một phát bắt ngay một bạn của mình các bạn ơi. Rồi hắn có bắt thấy mình không. Đó hắn đi qua mình hắn có nhìn thấy mình đâu các bạn ơi. Mình nằm ngay dưới kia thôi. Đơn giản không cần phải trốn đâu xa. Không bắt được đâu. Mình vô địch kìa. Phải trốn đúng chỗ. Nằm lên đúng cái đĩa thì mình không bị bắt các bạn ơi. Chứ nằm ở dưới đất này nó thấy vô lý quá nó bắt ngay đúng không các bạn. Các bạn bấm like video này để ủng hộ. Lần tiếp theo gấu đỏ sẽ cố gắng thắng được hắn các bạn nha. Nhìn hắn kiểu to khổng lồ quá đâu mà nhìn lại hơi ngố đúng không các bạn. Rồi tiếp theo lần này mình trốn không thành công thì lần sau mình làm lại có gì đâu đúng không các bạn ơi. Nào bây giờ mình sẽ phải để xem lần này mình còn hóa thân thành cái bánh hay không hay là mình thành cái khác nào. Sara đi tìm. Rồi mình vẫn là biến thành cái bánh rồi. Cái bánh thì lần này quá đơn giản, mình sẽ trốn lên bàn. Rồi ngồi vào đây. Ngồi vào cái đĩa đó. Rồi lần này để xem hắn đi tìm được không. Làm sao mà tìm được đúng không các bạn. Ý bạn ơi đừng. Đây không bắt đâu. Làm sao mà nhìn thấy mình được đúng không các bạn. Ý đừng nha tôi đang ở trên cái bàn. Rồi đi qua rồi. Trận này là mình thắng rồi đó các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, thắng luôn. Để xem là lần này sẽ là ai đây các bạn ơi. Ui dồi ôi các bạn ơi, lần này không phải là một tên ui mình biến thành cái gì ấy.
Lần này không phải là một tên áo đen nữa mà lần này là biến thành một con heo các bạn ạ. Ui, bộ quần áo này đâu, để đâu nhỉ các bạn nhỉ? Bộ quần áo này để phải ở trên tủ đúng không các bạn ơi? Bộ quần áo phải để lên tủ quần áo. Tủ quần áo ở đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đâu rồi? Đây đây chỗ này thôi được rồi. Để lên chỗ này cũng được. Để lên chỗ này cũng được. Đây. Chỗ này cũng hợp lý mà đúng không các bạn? Để đây nhá. Đó, chỗ này cũng được rồi. Rồi các bạn ơi, nhìn hình dáng của con lợn này các bạn ơi. Ui ui ui. Đừng nha. Đó, nó không tìm thấy mình đâu các bạn ơi. Ui, con lợn này mặc bộ quần áo giống hệt mình lúc nãy các bạn nhỉ? Đen với lại quần với lại giày màu nâu kìa. Rồi hắn bỏ qua mình rồi các bạn ạ. Không tìm thấy mình được đâu. Nhìn con lợn này có vẻ ngốc nghếch lắm. Ui. Bạn ơi, sao bạn lại bắt tôi như thế? Tha cho tôi đi mà. Không thể đùa với chú heo này được các bạn. Heo này rất là thông minh, cực kỳ thông minh luôn. Thế nên là mình phải tìm đúng chỗ để trốn nha các bạn nha. Không thể trốn linh tinh bừa bãi được đâu đúng không các bạn? Rồi rồi rồi, mình sẽ làm lại. Các bạn like video này để ủng hộ mình chưa? Nào, bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem này. Ui ui, cái tên này các bạn đã nhìn chưa? Cái mặt lợn thì nhìn cũng có vẻ đáng yêu ấy, nhưng mà không đáng yêu chút nào cả. Bộ quần áo lúc nãy mình đã bảo trốn là tủ quần áo rồi, thế mà mình lại chủ quan, mình không trốn là tủ quần áo, mình lại đi trốn ở trên cái bàn. Thế nó bắt được mình là phải thôi đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình lại biến thành bộ quần áo tiếp đúng không? Đúng rồi, đây rồi, cái áo. Cái áo và phải tìm. Ê, 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 nhảy lên bàn làm gì? Đừng nhảy lên bàn. Rồi rồi, chỉ cần 23 giây nữa thôi. Đâu rồi cái tủ quần áo lúc nãy mình vừa nhìn thấy đâu rồi nhỉ? Đâu rồi, đây đây. Ui, đừng 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 bạn ơi, gần hết giờ rồi. Đừng nhảy lên đây nữa. Đâu rồi. Đây. Đây chỗ này hình như là có quần áo gì đây. Ê, không được. Không ổn rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ui, lại chạy lên thôi, chạy lên nha các bạn nhá. À, đây được rồi. Đây cũng được. Đấy cũng có vẻ giống tủ quần áo đúng không các bạn? Rồi hắn đi vào. Ê, đi qua rồi. Đừng nha, đừng bắt được tôi nha các bạn ơi. Bạn heo hồng đáng yêu ơi, đừng bắt tôi. Đây, đâu rồi. Ý, tiếp tục một chai bia rồi. Thắng rồi các bạn à, tại vì mình nằm đúng chỗ mà, có đúng không các bạn, làm sao mà tìm được. Đặc cấp không, cảm ơn các bạn vừa like video này ủng hộ mình nhá. Thay đổi hình dáng một chút xem là có may mắn hơn không các bạn ơi. Rồi, đi nào, trốn tìm tiếp nào. Xem lần này mình sẽ hóa thân thành cái gì đây. Ồ, vẫn là con heo hồng đáng yêu đó. Và lần này mình sẽ biến thành quả táo. Quả táo thì sẽ ở đâu hả các bạn? Quả táo trên cây táo chứ còn ở đâu nữa đúng không các bạn ơi? Nhưng mà ở đây làm gì có cây táo, trong cái nhà này làm gì có cây táo các bạn nhỉ? Thế thì phải tìm lên rổ táo để xem là trong này có rổ táo nào không. Ui, đây còn có một con robot ngoài hành tinh này các bạn này. Rồi, ui, gần hết giờ rồi. Hình như là ở trên này. Đây rồi. Ui trời ơi. Đâu rồi. Đây, ui trời, bánh quy này á. Bánh quy này không hợp lý lắm bạn ơi. Cái bánh quy này là dễ bị phát hiện lắm. Rồi, đâu rồi. Ui, đây. Có cái táo đây phải không nhỉ? Rồi, thôi được rồi, hết giờ rồi các bạn ơi. Mình ngồi chỗ đấy cũng được các bạn nha. Rồi, hắn đi vào. Ui, các bạn ơi. Rồi, hắn đi qua rồi. Hắn không nhìn thấy mình các bạn ạ. Rồi. Ui, hắn quay lại. Đừng bắt tôi. Ui, trời ơi. À, thế là hắn không bắt được mình đâu các bạn ơi. Mình vẫn thoát rồi các bạn nha. Thế là mình là người chiến thắng các bạn ạ. Tiếp tục nào, để xem lần này mình sẽ hóa thân thành cái gì đây. Trời ơi, bạn Sam, Hà Sam à các bạn? Hà Sam là người đi tìm đúng không? Rồi mình sẽ biến thành một lọ thuốc gì đây? Vitamin C à? Vitamin thì ở đâu nhỉ các bạn nhỉ? Ở trong chỗ hộp thuốc à? Để xem hộp thuốc ở chỗ nào đây. Đây rồi, chắc là một chỗ... À đây. Đây rồi, phải không nhỉ? Ôi trời, để ở gần nhau này dễ bị phát hiện lắm các bạn ạ. Thế mình ở đây đi. Mình sẽ ở đây đi. Đó, mới hộp một bên, không ở gần nhau dễ bị phát hiện lắm. Nope. Tại vì làm sao trong một nhà lại có hai hộp gia vị gần nhau như thế đúng không các bạn? Hai hộp thuốc gần nhau như thế được đúng không? Hắn làm sao đấy, hắn đi qua mình để hắn chuẩn bị đi qua. Đó, không nằm ngoài dự đoán của gấu đỏ đúng không các bạn? Hắn không phát hiện ra gấu đỏ đâu. Rồi, hắn quay lại nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy gấu đỏ đâu, và gấu đỏ đã là người chiến thắng các bạn nhá. Tiếp theo là level 6 nào. Rồi, lần này. Ui, bạn Shadow đi tìm các bạn ạ. Rồi, và gấu đỏ đây rồi. Gấu đỏ biến thành cái gì không biến. Biến thành một cái thùng sơn các bạn ơi. Và thùng sơn này ở đâu đây? Thùng sơn này, ui, sao lại có cả bình ga, bình khí gì ở đây thế này? Thùng sơn, chỗ này là toàn, đây là một nhiều công trường đang thi công, đang xây dựng đấy các bạn ạ. Mình sẽ tìm thùng sơn thì sẽ phải ở gần chỗ tường đúng không các bạn? Đây, ngồi đây luôn rồi, để cho hắn đi tìm. Đó, góc tường như này, để quá gọn gàng luôn. Rồi, hắn đi vào. Ui, hắn bắt được một người rồi các bạn ơi. Tiếp theo, liệu có tìm thấy mình không? Không tìm thấy mình đâu. Ui, một bạn nữa này. Hết rồi. Ê, bạn ơi. Ê. Ai lại làm thế? Ta lại đi bắt tôi như thế chứ. Bắt mình rồi, hắn còn đang đứng cười khà các bạn. Thu cái này, ta bảnh cho khác đúng không các bạn? Làm lại nhá. Để xem nào, lần này mình sẽ trốn vào chỗ nào kín đáo hơn một tí nữa.
Đây rồi, đây một cái xưởng đây rồi. Rồi bạn ơi, đây rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình trốn tìm tên heo hồng. Nào, trốn nào. Mình vẫn là Lọ Sơn đúng không các bạn? Lọ Sơn, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lúc nãy mình không nhìn thấy chỗ này các bạn ơi, trốn thành Lọ Sơn luôn. Thùng Sơn, trốn thành Thùng Sơn luôn. Rồi, hắn vào, hắn sẽ bắt ai đây đầu tiên đây? Rồi, chưa bắt được ai các bạn ạ. Lần này mọi người có vẻ trốn kỹ hơn. Ui, hắn đến Thùng Sơn kìa. Ui, may quá. Nó là nhiều Thùng Sơn như này, hắn không nghi ngờ đâu các bạn ạ. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận các bạn ơi, cái tên này à, đâu đâu đâu, mình thắng rồi các bạn ơi. Có thế thôi là thắng rồi. Game này nhanh lắm, đơn giản lắm đúng không các bạn? Vừa rồi thì Gấu Đỏ vừa chơi một cái game khá là vui, đó là trốn tìm. Và các bạn thấy video này của Gấu Đỏ có hay không? Nếu mà hay thì đừng quên bấm like video này và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Gấu Đỏ nha. Còn bây giờ, bye bye các bạn.